vào được. Vâng. Trường là đi theo đường này hay là đi đường này anh nhỉ? Các em đang đợi trường ở phía xa kia. Có thể zoom lên nhưng mà sẽ hơi nhòe. Đây, trường đây. Hôm nay sẽ đi từ thiện ở trường này. Hơi nhòe một chút. Thầy leo mệt lắm rồi. Nói thì cũng không được hay như mọi ngày ấy. Ăn một bát phở mà giờ tiêu tốn 1.5 bát rồi. Quần áo và mì tôm đã có xe của các thầy cô chở vào trước. Ưu tiên những thứ nặng. Còn thầy cô ra đón kịp thì đón, còn không thì mình sẽ đi bộ vào trường. Thực ra hôm nay là thứ bảy, các em được nghỉ. Nhưng mà do nhóm đi từ thiện, vậy nên là các cô đã mời phụ huynh và các em đến vào ngày hôm nay. Rất là hoan hỉ. Thầy nói hơi ngắt quãng bởi vì khá là mệt. Hôm nay thời tiết nắng vàng. Ở dưới Hà Nội thì có thể thời tiết tầm khoảng 15 độ gì đó, không nhớ rõ lắm. Nhưng trên đây thì trời khá là ấm áp. Một buổi đi làm từ thiện, thời tiết khá là đẹp. Sắp đến rồi, còn một đoạn nữa thôi. Các em học sinh thân yêu đang đợi. Tất cả sẽ được ưu tiên với các em vùng xa trước. Các em mà nơi có địa hình hiểm trở, khó tiếp cận, thôi mỏi tay quá, lát nữa thầy sẽ quay tiếp. Xin chào.
Nào, một bé hai kẹo. Đấy, cầm lấy hai kẹo này. Hai kẹo là sao mấy cái nào? Nào, một này, hai này. Một, hai cái. Hai cái, con lấy hai cái đi. Nào, con lấy hai cái kẹo nào. Hai cái kẹo. Rồi. Con có chưa? Cái bát hồng sỏi nha. Đây, cho con hai cái kẹo. Đây, của con hai cái. Con cần hai. Bé nào chưa có sữa nhở? Bé nào chưa có sữa không? Con có sữa chưa? Con có sữa chưa? Đây, con lấy một hộp nào. Còn bé nào chưa có sữa nhở? Các con sẽ theo lớp nhá. Cho mấy bé mặc thử xem là có vừa không đã. Lớp 1 cho một đứa là vừa, lớp 1. Cho mà cho một đứa mặc thử, sau đó là cứ phát cho tất cả mọi người. Lớp 1 đâu? Cái gì? Lớp 1 bắn cho 6 em. Lớp 1 bắn cho 6 em. Thử. Cho các bạn ấy thử đi. Lớp 2 đủ, lớp 1 bắn 6. Cái đấy chắc phải lớp 3. Cái lớp 1 rồi. Con mặc thử cái áo này xem có vừa không? Đưa cho bạn cầm hộ xong rồi con mặc thử áo này xem có vừa không? Đây con mặc thử áo này xem nào. Vậy là áo này áo của lớp 2D, nhóm lớp 2 đúng không chị? Đúng rồi, đấy là nhóm lớp 2. Đấy lớp 3 à? À thế thì đấy lớp 3 thì đây, các em mới mặc vừa cái này. Nào, đây các chú phát áo cho nào, mỗi bé một áo. Bé mặc vừa đúng không? Đây, của bé đây. 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 Con mặc thử cho chú xem nào, con mặc thử cho chú xem có vừa không nào. Cởi áo ra. Có kéo được không? Kéo xuống. Nào được rồi. Thế nào con lấy vào xong được không? Đây, cài cúc vào. Con thử kéo khóa vào xem nào, con kéo khóa vào đi. Sao tay bẩn thế kia? Lần sau ăn phải rửa tay chứ. Đây con kéo xuống, kéo đi, con kéo lên đi. Như thế này là cũng gọi là vừa rồi đấy. Thế này là vừa. Con kéo khóa lên mới biết là chật hay vừa. Kéo được áo mà cảm thấy người nó thoải mái nữa thì vừa. Con thấy thoải mái không? Con được bán rồi thì con vừa rồi đấy. Con xuống hàng rồi. Con xuống hàng rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chị cho kiểu nhé. Nhiều lắm các con. Thank you.